Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin đồng hành cùng mọi người để giới thiệu một model mới của hãng Jabra, một model backpack mới có model đó là 9DS9308. Thì đây là một dòng thay thế so với dòng máy cũ đó là DS9208. Thì trong video này em sẽ có một số nội dung chính sau. Đó là một là em sẽ giới thiệu những tính năng nổi bật của nó. Thứ hai là em sẽ so sánh cái dòng DS9308 này so với dòng DS9208 khác nhau những gì. Rồi thứ ba thì anh sẽ nêu ra một số ứng dụng của nó. Và thứ tư thì anh sẽ đánh giá, nhận xét về một số tính năng đó. Mọi người cùng theo em để xem video này nhé. Thì trên tay em đang có là chiếc máy DS9308. Thì đây là model mới mà như em vừa lúc này đã giới thiệu, đó là thay thế cái dòng máy cũ DS9208. Thì mọi người có thể thấy đầu tiên là cái nhận xét bên ngoài thì nó thon hơn, nó gọn hơn so với cái dòng máy quét DS9208 nhé. Đây, với lại một số chức năng nó được cải tiến nổi bật thì phải nói đến đầu tiên đó là cái bộ xử lý của nó. Đây là bộ xử lý 800 MHz, nên xử lý những cái bảo mật rất là tốt. Kèm đi kèm với đó là sử dụng một công nghệ quét TRZM. Đây là một công nghệ xử lý ảnh độc quyền của Jabra, nên công nghệ này thì nó sẽ xử lý được những cái hình ảnh, những cái bảo mật mà nhỏ hoặc là những bảo mật trên nhiều chất liệu khác nhau, hoặc như là xi bạc trên những cái chất liệu bóng hay là những cái mạ vật mà bị xước hoặc là bị mờ, thì nó vẫn xử lý tốt hơn so với những dòng máy cũ và những cái công nghệ xử lý này khác. Tiếp theo thì mọi người có thể thấy là một cái cải tiến ở đó là phía bên hông đó, thì mình có thể thấy là rất tiện cho mình cầm, mình di chuyển. Tuy là dòng máy để bàn nhưng nhiều khi mình cần phải di chuyển nhiều thì mình có thể là cầm bên hông, có hai cái rình để mình có thể tiện tay cầm và quét. Mình có một cái nhấn ở phía bên hông này, đây mọi người có thể thấy. Đây, thì nhiều khi mình cũng có thể cầm linh hoạt để di chuyển. Và đặc biệt thì máy có thể gập nhá, gập có thể điều chỉnh cái góc quét của nó. Đây, đây có tổng cộng là 4 góc quét khác nhau, góc thẳng, góc nghiêng hoặc là góc gạt về phía bên mình phía sau này. Đây, một số góc quét rất là đặc biệt. Thì cái cổng kết nối của máy đó là sử dụng cổng màn hình ban đầu, đó là cổng USB, và có lên các cổng đó là cổng RS232 hoặc là cổng RS485, cộng bàn phím, cộng theo kiểu keyboard, cộng thời xưa. Đó là một số cái thông số của máy. Thì chiếc máy tuy là rất là nhỏ gọn thế này, nó có thể là để bỏ phù hợp ở rất nhiều không gian, mà mọi người thấy nó cũng rất là đẹp nha. Có thể là với cái tiền của mình có thể đặt ở nhiều vị trí khác nhau. Sử dụng cái công nghệ quét độc quyền cũng như là mạnh mẽ thì nó cũng tăng được cái tốc độ quét của nó lên rất là lớn so với những dòng máy quét trước. Thì tốc độ quét của nó lên tới 120 in/s, thì là tương đương với là tầm 3m 05 trên/s. Đó là cái tốc độ quét rất là ấn tượng của máy. Về độ bền thì hãng Jabra đã có những cái thí nghiệm về cái độ bền của máy, thì máy đây đạt chuẩn IP52, nghĩa là có thể độ rơi đất của nó là trên tầm 1m xuống mà vẫn có thể sử dụng được. Với và hàng thí nghiệm thêm, nếu mà các bạn để trong phạm vi là cỡ 0.5m và đổ rơi đất xuống thì hàng Jabra đã thí nghiệm được độ rơi đất của nó trên 1.000 lần mà nhưng vẫn đảm bảo hoạt động bình thường. Đây là một số thông số rất ấn tượng về cái khả năng độ bền, cái khả năng chịu đựng của máy này. Đây, trên tay em đang có hai model. Đây là dòng DS9208, đây là model cũ nha mọi người. Còn đây là dòng DS9308, đây là dòng thay thế, dòng mới thay thế cho cái dòng cũ này. Thì dòng cũ này đã ngưng sản xuất nên thành ra sẽ thay thế cho dòng, để thay thế cho dòng mới này. Thì mọi người có thể thấy thì nó cũng tương tự nhau, và nhưng cái dòng mới này thì nó cải tiến về cái hình dáng nó sẽ thon gọn hơn, với lại là trên là có đèn báo hiệu, thì nó cũng cải tiến hơn so với cái dòng máy cũ. Và tiếp theo thì thêm một cái cải tiến mà mình mạnh nhất, đó là cái công nghệ xử lý nền hàng này, thì được là công nghệ mới nhất của Jabra và công nghệ độc quyền so với máy cũ, nên thành ra là cái khả năng về cái tốc độ quét thì so với dòng cũ đó là 90 in/s, thì dòng mới này của mình lên tới 120 in/s, tương đương với là 3m/s tầm khoảng thời gian đó. Với những kỹ năng trên thì chiếc máy DS9308 này được ứng dụng rất nhiều trong các cửa hàng thời trang, trong các tiệm tạp hóa hoặc là các siêu thị mini. Thì bây giờ em sẽ tiến hành để quét thử cho mọi người xem về cái khả năng đọc và quét của nó so với. Thì đây trên tay em là chuẩn bị một số cái mã vật khác nhau. Đây là mã 1D cho mọi người, thì tại vì cái mục quét của nó mọi người có thể thấy này,
đây là một ngày xử lý là chỉ cần một vùng quét rất là lớn ở đây, nên mình chỉ cần đưa vào thôi, không cần nhất thiết là phải đưa thẳng đứng đây. Em chỉ cần đưa cái bảo vật theo kiểu thẳng đứng này, đưa vào nó cũng có thể là đọc được, tiếp được, hoặc là đưa theo kiểu nằm ngang này, đó, nó mình có thể đọc rất là nhanh nhá, đó, mọi người thấy không? Đó, chỉ cần đưa vào đúng vòng, đúng vùng đọc này, rất là tốt, rất là nhanh. Thì đây là dòng máy quét 2D công nghệ xử lý ảnh, nên nó có thể quét được những cái mã QR code và những mã vuông thế này. Đây, mọi người thấy, cần đưa vào, đó, thấy nhá, đưa vào đúng vùng quét của nó thì nó sẽ quét đọc rất là nhanh, rất là nhanh. Thì những cái mã vật rất là nhỏ ở đây thì em cũng có thể là test thử cho mọi người. Đó, đọc rất là tốt nha, rất là nhanh, đọc trong vùng quét đọc rất là nhanh. Còn cái đặc biệt là thì nó có thể là quét được trên màn hình điện thoại di động. Đây, thì em sẽ test thử cho mọi người đây là một cái barcode ở trên màn hình điện thoại di động. Lấy một ba cốt trên màn hình và di động đưa vào điện thoại, mọi người có thể thấy là máy có thể quét lên những cái tiếng beep này. Mình có thể là điều chỉnh âm lượng nó lớn hoặc nó nhỏ hơn tùy theo cái khu vực của mình có ồn ào hay là gì đó. Đây, mọi người có thể... vừa rồi thì em đã giới thiệu cho mọi người một số tính năng rất là nổi bật và so sánh sự khác nhau giữa cái máy DS9308 so với dòng DS9208. Thì nếu mọi người cần biết thêm chi tiết về chiếc máy này hoặc là biết thêm chi tiết về những cái sản phẩm khác của công ty Thế Giới Bảo Mật, mọi người có thể liên hệ qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaovat.com để là được đội ngũ nhân viên công ty Thế Giới Bảo Mật tư vấn. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể like và bấm subscribe để theo dõi những video tiếp theo. Em xin cảm ơn tất cả mọi người.